Xin thân ái kính chào quý vị khán giả. Hôm nay mình sẽ gửi tặng cái đàn quýt mình K150 này để gửi về vùng đất yêu thương Cà Mau. Cái đàn quýt mình K150 có hai màu, đó là màu trắng màu đen cho các bạn lựa chọn. Như cây mà mình đang gửi tặng là cây màu trắng, có mức giá là 2.190.000. Màu đen thì sẽ thấp hơn màu trắng là 100.000. Trong mức giá 2 triệu thì các bạn không thể tìm được cái đàn nào mà có độ hoàn thiện cao như là K150. Nó rất là đẹp, nhiều chức năng. Và như các bạn đang nghe nó thì cái âm thanh của nó rất là thật. Cái cảm giác mà khi mình đàn vô phím cũng rất là thích luôn. Quá ok. Các cái chức năng mà căn bản trên cái đàn quýt mình K150 rất là đầy đủ nha các bạn. Những chức năng mình hay dùng như là metronome nè, duo nè, record nè, transport nè, và thậm chí nó còn đọc được USB 13 nữa nha. Cái đàn này rất là dễ sử dụng, nhìn qua là mình biết sử dụng liền. Trên quýt mình K150 thì có 300 điệu và 300 âm sắc, tha hồ để mình học tập. Các bạn thấy trên cái đàn quýt mình K150 này có chức năng xuất thần rất là hay luôn ha. Khi mình chơi piano nó sẽ làm cho âm thanh vang nghe rất là hay. Đặc biệt là nó có tút nữa. Tút là cảm được phím. Đánh mạnh thì kêu to, và đánh nhẹ thì kêu nhỏ. Nếu mua cái đàn mà không có chức năng này thì rất là nguy hiểm nha các bạn. Quá ok. Ngoài những chức năng này thì về phần kết nối của quýt mình K150 cũng rất là đầy đủ. Đây là kết nối nguồn nè. Có kết nối với tai phone, xài điện thoại luôn. Có kết nối với micro để hát, kết nối với máy tính để nghe, để sản xuất âm nhạc, và kết nối với USB để nghe MP3. Ok, cảm ơn các bạn đã đồng hành suốt video cùng mình ha. Các bạn tin tưởng mình thì liên hệ với mình để mua đàn. Mình luôn có những gói quà tặng rất hấp dẫn dành cho những khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.